Bài thơ Trích từ Tập Yên, tác giả Nguyễn Bảo Trung. Thường những gì đẹp đẽ, tinh khôi và ngọt ngào, dường như chỉ có được khi ta mới bắt đầu. Nếu hiểu rõ điều đó, chẳng còn mãi khổ đau, bởi vì từng dòng chảy có ngừng lại được đâu. Xin ngắm nhìn tĩnh lặng hôm nay và mai sau, trăm năm kia thoáng chốc, một nụ cười hoa ngâu. Tác giả Nguyễn Bảo Trung.